Xin chào tất cả mọi người. Nếu như chị em đang tham gia vào cái liệu trình điều trị nám tại một thẩm mỹ viện hoặc là một spa nào đó mà họ bắt buộc chị em phải sử dụng những cái loại viên uống để hỗ trợ điều trị nám, thì cái hiệu quả điều trị nám của chị em mới có kết quả rõ rệt. Video này thì Duyên sẽ chia sẻ rằng là khi mà chị em gặp cái tình huống đó thì chị em có nên mua hay không, và nếu như không uống thì liệu nó có mang lại cái hiệu quả trong điều trị nám hay không. Và bây giờ chúng ta hãy đi vào nội dung chính nha. Thực ra là những cái loại viên uống mà để hỗ trợ điều trị nám á, nó là những cái loại thực phẩm chức năng bổ sung sức khỏe là chủ yếu. Thành phần chính của các loại viên uống này nó là vitamin C, vitamin E, các peptide, các cái khoáng chất để nó hỗ trợ cho cái vấn đề về dinh dưỡng cho sức khỏe chúng ta được tốt. Và khi sức khỏe chúng ta tốt thì nó sẽ làm tăng cái sức bền của thành mạch, nó làm da của chúng ta trở nên khỏe hơn, và lúc này nó cũng hỗ trợ phần nào cái hiệu quả điều trị nám. Nhưng Duy nhắc lại rằng là nó không phải là tất cả nha mọi người, không phải là không có nó là không hiệu quả. Bên spa của Mỹ Duyên vẫn có hỗ trợ những loại viên uống có xuất xứ từ Mỹ, những cái hãng uy tín như Mỹ này, chẳng hạn như Imi Skincare hoặc là Murad. Đây là hai cái dòng viên uống mà Duyên hay nhập về để cho khách mình người ta uống, nhưng không bắt buộc khách hàng phải mua, vì là thứ nhất nó phụ thuộc vào cái túi tiền của khách hàng, thứ hai là phụ thuộc vào cái sở thích, cái ý muốn của khách hàng. Có những người họ có tiền nhưng họ không muốn uống, có những người họ muốn uống nhưng mà tiền họ không có đủ, vì một hộp viên uống này nó giá gần 3 triệu lận mà, cho nên nó không phải nó dành cho tất cả mọi người. Nhưng nếu những người ta không có điều kiện, người ta không muốn, thì liệu cái hiệu quả điều trị nám tại spa nó đạt được hiệu quả hay không? Thì giống như Duyên phân tích đấy, cái thành phần chính của nó là vitamin E, là vitamin C, là các peptide, nó chỉ đánh vào cái vấn đề về sức khỏe là chủ yếu. Và ngoài ra nó có cái thành phần là transmic acid hoặc là glutathione, thì nó có chức năng là gì? Làm trắng sáng, nó cũng chỉ là đánh vào cái vấn đề về sức khỏe cho chúng ta. Cho nên cái việc, cái hiệu quả điều trị nám nó không phải quyết định 100% ở viên uống này. Viên uống này Duyên đánh giá nó chỉ quyết định đâu đó 10 phần, thì viên uống này nó chỉ hỗ trợ 1-2 phần thôi. Còn 8 phần còn lại là do cái liệu trình ở spa đó họ sử dụng cho các bạn, họ sử dụng cho chị em. Cái máy của họ dùng nó có tốt không? Cái chuyên môn của họ nó có đạt được hay không? Rồi thứ hai nữa là cái quá trình các chị sử dụng á, họ biết cách để họ đưa các cái hoạt chất cho các chị về nhà, các chị bôi để nó ức chế cái sắc tố tại nhà, nó có đạt được hiệu quả hay không, với nồng độ như thế nào để nó đạt được hiệu quả. Họ phải là người hiểu biết chuyên sâu thì lúc đó họ mới giúp cho các chị em điều trị nó có hiệu quả, chứ nó không nằm ở cái loại viên uống này. Nhưng biết rằng là ngày nay có rất là nhiều bạn kinh doanh spa thẩm mỹ viện là gì, khách hàng phải mua cái này thì hiệu quả nó mới có. Thì như vậy nếu như mà các bạn đi điều trị đến spa nào mà họ ép các bạn như vậy thì các bạn hãy khoan điều trị, mà hãy tìm hiểu kỹ trước khi các bạn quyết định điều trị tại cái nơi đó nhé. Một yếu tố nữa là để đạt được hiệu quả điều trị nám, cái yếu tố về kem chống nắng sử dụng hàng ngày là cái rất là quan trọng. Kem chống nắng, mọi người chú ý rằng là lựa chọn những loại kem chống nắng của những hãng uy tín trên thị trường, và nó phải ngăn cản được cái tác hại của hai tia từ ngoại chính, đó là tia UVA là tia có bước sóng dài và tia UVB là tia có bước sóng ngắn. Hai cái tia này nó sẽ tác động mạnh mẽ đến làn da của chúng ta. Tia UVB thì nó có thể gây ra các vấn đề về cháy nắng, về nám mảng trên da, còn tia UVA là tia có bước sóng dài, nó sẽ chiếu xuyên xuống cái lớp sừng, nó xuyên xuống cái lớp thượng bì và nó có thể làm cho cái da của các bạn bị nám, nám pori hay gọi là nám chân sâu, bị lão hóa sớm, bị trùng nhão các sợi collagen ở dưới da, nó gây ra các cái vấn đề về chảy xệ cơ cho cái khuôn mặt của các bạn. Cho nên đó mới là cái yếu tố quyết định đến cái hiệu quả điều trị, chứ không phải nằm ở cái viên uống này nha mọi người. Ngoài ra nếu như các bạn không thích dùng, các bạn có thể chọn cái giải pháp là gì? Mua những cái loại thực phẩm cân bằng cái dinh dưỡng tại nhà, mình có thể hỗ trợ. Ví dụ như trong vitamin C thì các bạn có thể uống các nước hoa quả nè, hoặc là các peptide nè, hoặc là những cái loại vitamin E thì các bạn vẫn có thể ăn bơ này ha. Trong bơ nó có rất là nhiều những cái loại chất béo, trong đó nó có chứa vitamin E, thì nó sẽ gì, cung cấp một cái hàm lượng, một cái lượng chất béo tốt cho cơ thể của chúng ta, chứ không nhất quyết thì chúng ta phải uống những loại viên uống này. Thì đây là cái hũ viên uống mà Duyên sử dụng, thì mục đích của Duyên là lâu lâu á Duyên bổ sung một cái lọ như thế này để nó tăng cái sức đề kháng, bởi vì công việc của Duyên nhiều, Duyên cảm nhận rằng là cái vấn đề về ăn uống hàng ngày của mình nó thiếu dinh dưỡng, cho nên Duyên cần đến các loại viên uống này để nó hỗ trợ sức khỏe. Nhưng mà đối với khách hàng của mình á, hàng họ có điều kiện họ mua về họ dùng thêm thì nó sẽ tốt thêm, còn nếu như họ không có điều kiện họ có thể bổ sung bằng các cái thực phẩm tại nhà, nó vẫn đạt được hiệu quả tương đương, không nhất định gì chúng ta phải sử dụng nó mới đạt được hiệu quả nha mọi người. Còn nếu những spa nào mà họ ép các bạn là phải mua mới đạt được hiệu quả thì các bạn hãy cân nhắc trước khi các bạn quyết định chọn cái chỗ đó để điều trị ha, vì mục đích của họ là chủ yếu là thương mại, chủ yếu là bán hàng là chính.
Và một cái yếu tố nữa để mang lại hiệu quả điều trị nám, mọi người chú ý cho Duyên, đó là gì? Nếu như các bạn đang căng thẳng, đang stress thì các bạn hãy điều chỉnh ngay. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà điều trị nám, Duyên để ý với những chị em nào mà bị stress, căng thẳng, công việc, thức khuya, kéo dài, suy nghĩ, mất ngủ thì hầu như cái hiệu quả điều trị nám rất kém luôn, hầu như nó dẫn chân tại chỗ, hoặc là có thể nó sẽ bị tăng sắc tố hơn. Vì là khi mà các chị ngủ không đầy đủ, ngủ không đủ giấc, ngủ không sâu, nó sẽ dẫn đến là gì? Cái hormone bên trong, nói chung là những cái vấn đề ở bên trong cái nội tiết tố ở bên trong của phụ nữ á, của chúng ta này, nó sẽ mất cân bằng, và lúc này là gì? Nó sẽ làm cho cái da của chúng ta tự nhiên trở nên sạm hơn, rồi là mắt của chúng ta trở nên thâm hơn, bọng mắt nó sẽ hình thành nhanh hơn, rồi một số người nữa là nếp nhăn và da trùng nhão chảy xệ. Cho nên là gì? Nếu những ai đang điều trị nám mà bị stress, căng thẳng trong một thời gian dài thì hãy nên điều tiết trước khi mà chị em muốn đạt được hiệu quả, tránh trường hợp là chị em cứ tiếp tục theo nhưng không biết cái nguyên nhân vì sao mà da mình điều trị không hiệu quả, dẫn đến mình mất rất nhiều thời gian, mất niềm tin, mất tiền nữa. Và đó là những cái chia sẻ của Duyên liên quan đến cái việc là sử dụng viên uống, có nên sử dụng viên uống trong cái việc là gì, mang lại hiệu quả trong cái quá trình điều trị nám hay không. Thì hy vọng video này sẽ giúp các chị em phần nào hiểu rõ hơn về cái chủ đề này, để chúng ta là gì, có được một cái sự lựa chọn phù hợp nhất với cái cơ địa, với làn da, với mong muốn, với túi tiền của chúng ta nhé. Và nếu như các bạn mà muốn xem nhiều video hơn từ Mỹ Duyên thì các bạn đừng quên đăng ký kênh, để những video sau mà Duyên đưa lên thì YouTube sẽ báo cho các bạn và các bạn sẽ vào xem cái video này sớm nhất. Trong nội dung kênh này thì chủ yếu là Duyên sẽ chia sẻ từ những cái trải nghiệm mà quá trình Duyên làm việc, Duyên tư vấn cho khách hàng, Duyên điều trị cho khách hàng, và những kiến thức mà Duyên có được trong suốt gần 10 năm qua trong cái việc làm mỹ phẩm, làm thực phẩm chức năng, cũng như là việc trị liệu nám mụn cho khách hàng. Duyên sẽ chia sẻ để giúp chị em chúng ta đang gặp những cái vấn đề liên quan đến da, liên quan đến sức khỏe, liên quan đến giảm cân, hiểu và chọn cách đúng để chúng ta làm nó không ảnh hưởng đến sức khỏe, không mất nhiều tiền và không mất quá nhiều thời gian của chị em nhé. Và Duyên xin chúc tất cả mọi người nhiều sức khỏe và ngày càng tràn đầy hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Trương Mỹ Duyên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy bấm vào hình tròn ở giữa đăng ký kênh hoặc xem các video tiếp theo ở bên trái hoặc bên phải của màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.